Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Kênh tin tức Telegram độc lập của Nga Astra đã chia sẻ một đoạn clip dài 36 giây vào thứ ba ngày 23 tháng 1 cho thấy quân đội Nga đang triển khai nhiều hệ thống phòng không S300 xung quanh quê hương của tổng thống Vladimir Putin ở Saint Petersburg sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào khu vực Leningrad. Một người dân địa phương tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy nhiều hệ thống phòng không S-300 được lắp đặt trong khu vực. Người này nói, có vẻ như họ đang đặt chúng ở khắp mọi nơi trong khu vực. Chúng ta thấy đấy, có một chiếc S-300 được đặt khắp xanh Petersburg. Vì vậy, các bạn, chúng tôi đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết hệ thống phòng không Nga ở vùng Leningrad gần xanh Petersburg dường như không đủ mạnh. Hệ thống phòng thủ này không được thiết kế để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ Ukraine ở phía Nam, mà nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ Liên minh NATO ở phía Tây. Ukraine đã tấn công cơ sở khí đốt Usluga gần xanh Petersburg bằng UAV tầm xa vào tối ngày 20 tháng 1 và tấn công một nhà máy quân sự ở Tula, nơi sản xuất hệ thống phòng không Panzer S, hôm ngày 22 tháng 1. ISVK cho hay các cuộc tấn công của Ukraine đã gây căng thẳng hệ thống phòng không của Nga. Moscow đang cố gắng bố trí thêm hệ thống phòng không ở biên giới phía Tây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nước NATO, đồng thời bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine từ phía Nam. ISV nhận định, Nga sử dụng các hệ thống tầm ngắn như Panzer, chúng có thể không bao phủ tất cả các mục tiêu quan trọng ở Leningrad nếu không đưa các hệ thống bổ sung vào khu vực. Việc Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào khu vực hậu phương của Nga có thể làm tăng áp lực lên không quân Nga về mặt tổng thể. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công của Ukraine tại Leningrad có thể thúc đẩy Nga sắp xếp lại các hệ thống phòng không tầm ngắn dọc theo đường bay dự kiến của UAV Ukraine để bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Cuộc tấn công của Ukraine hôm ngày 20 tháng 1 diễn ra một ngày sau cuộc tấn công bằng UAV vào các kho dầu ở Klinsky, cách biên giới Ukraine khoảng 65 km về phía Bắc. Một quan chức Ukraine cho hay, lực lượng nước này đã có thể tấn công một kho dầu ở Saint Petersburg vào ngày 18 tháng 1 bằng UAV tầm xa, có tầm hoạt động 1.250 km. Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Nga, cách Ukraine khoảng 8.500 km. Tiết lộ trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Sijato cho biết ông đã nhận được lời dọa giết trước chuyến thăm Ukraine sắp tới. Theo truyền thông Hungary, thủ phạm hứa sẽ dành cho ông một sự chào đón bùng nổ Phát biểu với các phóng viên ở Bruxelles, ông Sijato nói rằng một tin nhắn đe dọa đã được gửi tới Đại sứ quán Hungary ở Ukraine một ngày trước đó. Trang tin tức Hungary Index đã đăng tải nội dung tin nhắn Người Hungary, chúng tôi ghét chính phủ của các bạn, vốn tiếp tục làm mọi cách để khiến chúng tôi thua trong cuộc xung đột. Bạn có nghĩ rằng bộ trưởng của bạn sẽ đến gặp chúng tôi sau cuộc tấn công vào Ukraine hay không? Chúng tôi không nghĩ vậy. Vào ngày 29 tháng 1, phái đoàn của ông Sijato có thể mong đợi một sự chào đón bùng nổ một đoàn tàu bọc thép sẽ không cứu được bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt hàng với nhà tang lễ để họ bắt đầu đóng quan tài cho ông Sizato phù hợp với chiều cao của ông ta. Chúa tha thứ nhưng người Ukraine thì không. Ngoại trưởng Sizato nói rằng người viết thông điệp này đã làm như vậy với mục đích rõ ràng là nhằm làm u ám cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao vào thứ hai tới và ngăn chặn nó diễn ra. Bộ ngoại giao Hungary đã đáp trả việc này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Tamás Menzér nói rằng lời đe dọa sẽ không ngăn cản ông Peter Sijato đại diện cho lợi ích Hungary. Ông Menzer viết, những người nghĩ rằng ngoại trưởng Hungary đang sợ hãi, họ không biết Peter Sijato, áp lực và các mối đe dọa chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Trước đó Reuters dẫn nguồn tin từ văn phòng chính phủ Hungary cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hungary và Ukraine sẽ gặp nhau ở miền Tây Ukraine vào cuối tháng 1. Hungary không tiết lộ thêm thông tin về cuộc họp dự kiến và không bình luận về sự kiện này mối quan hệ giữa Hungary, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Ukraine đã trở nên căng thẳng bởi các vấn đề như quyền của người dân tộc Hungary ở miền Tây Ukraine và việc Hungary phản đối việc Liên minh châu Âu-EU cung cấp viện trợ cho Kiev từ ngân sách của khối trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Tháng 12 năm 2023, tất cả các nước EU ngoại trừ Hungary đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Các nhà lãnh đạo của khối đã bỏ qua sự phản đối của Thủ tướng Viktor Orbán bằng cách yêu cầu ông rời khỏi phòng họp khi đưa ra quyết định này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Thủ tướng Orbán bên lề lễ nhậm chức của Tổng thống Argentina Javier Milley vào tháng trước. Trong khi đó, theo tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, Ukraine và Hungary đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Zelensky và Orbán trong thời gian tới. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato nhận định hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ có ý nghĩa nếu sự kiện có thể mang lại kết quả đáng kể. Ngày 23 tháng 1, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Joseph Borrell cho rằng Israel không được phép đơn phương ngăn chặn việc thành lập một nhà nước Palestine sau xung đột tại Gaza. Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Ai Cập, Sameh Shoukry tại Bruxelles, Bỉ, ông borrell khẳng định một điều rõ ràng là israel không thể có quyền phủ quyết đối với quyền tự quyết của người dân palestine liên hợp quốc nhiều lần công nhận quyền tự quyết của người palestine không ai có thể bác bỏ điều đó về phân minh ngoại trưởng ai cập sameh sokri nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đều đồng thuận quan điểm cho rằng cần giải quyết xung đột giữa palestine và israel dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước ông sokri cho rằng đã đến lúc thực hiện điều này và cộng đồng quốc tế có phương tiện nguồn lực và cơ chế để làm vậy Bên cạnh đó, ngoại trưởng Ai Cập cũng cảnh báo nguy cơ người dân di tản khỏi Gaza sẽ xảy ra nếu không nhận được đủ hàng viện trợ nhân đạo. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Borrell ngày 22 tháng 1 chủ trì cuộc họp giữa ngoại trưởng 27 nước thành viên EU và các nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Palestine, Israel và một số nước Ả Rập. Trước thêm cuộc họp, ngày 21 tháng 1, EU đã soạn thảo một kế hoạch 10 điểm cho một giải pháp toàn diện đáng tin cậy về cuộc xung đột Hamas-Israel. Kế hoạch của EU vạch ra một loạt bước đi mà cuối cùng có thể mang lại hòa bình cho giải Gaza, thành lập một nhà nước Palestine độc lập, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập, đồng thời đảm bảo an ninh lâu dài trong khu vực. Một yếu tố quan trọng trong lộ trình hòa bình mới của EU là hội nghị hòa bình chủ bị có sự tham gia của EU, Mỹ, Ai Cập, Jordani, Ả Rập Xê Út, Liên đoàn Ả Rập và Liên Hợp Quốc. Cũng liên quan đến xung đột Hamas-Israel, người phát ngôn của chính phủ Israel, Alan Levy ngày 23 tháng 1 khẳng định Israel sẽ không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó để các con tin ở lại Gaza hoặc Hamas nắm quyền ở giải đất này. Ông Levy xác nhận những nỗ lực đang được tiến hành để giải thoát các con tin. Trước đó, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Anthony cho biết nước này và các đối tác sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Qatar sẽ tiếp tục gây áp lực lên Israel và phong trào Hamas, bất chấp các cơ hội đang ngày càng ít đi thủ tướng qatar bày tỏ lấy làm tiếc về việc có những lý do được đưa ra để ngụy biện cho việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở giải gaza lại được một số bên chấp nhận đồng thời cho rằng cần phải bắt đầu xem xét lại hệ thống nhân đạo và hệ thống quốc tế theo thủ tướng qatar cuộc khủng hoảng gaza cho thấy khoảng cách giữa phương đông phương tây cũng có những tiêu chuẩn kép đồng thời cho rằng cần phải thừa nhận có những lỗ hổng trong hệ thống quốc tế cho phép xung đột tiếp diễn Ông Mohammed bin Abdulrahman nhấn mạnh cam kết của Qatar trong nỗ lực giải phóng con tin, đi cùng với mong muốn ngăn chặn các vụ đánh bom vào thường dân Palestine ở giải Gaza. Quan chức Qatar cho rằng những người bị giam giữ ở giải Gaza được thả là kết quả của các cuộc đàm phán, chứ không phải do các hoạt động quân sự của Israel. Thủ tướng Palestine Mohammed Steye phát biểu tại diễn đàn Doha lần thứ 21 cho rằng Israel phải chịu các lệnh trừng phạt và không được phép tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế, và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Theo thủ tướng Palestine, quy mô chết chóc ở Gaza là chưa từng có và người dân giải đất này đang bị bỏ đói. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp về hành động của Israel trên lãnh thổ Palestine. Quan chức Palestine cũng cho biết thêm, việc Israel tuyên bố loại bỏ phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas là không thể chấp nhận bởi vì điều đó sẽ không xảy ra. Phong trào này là một phần trong bức tranh chính trị của người Palestine và cần có một giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề và chấm dứt xung đột. Về phân minh, Ngoại trưởng Jordani Ayman al-Safadi cho biết, thế giới đang tỏ ra bất lực khi Israel tiếp tục thực hiện chính sách trục xuất người dân khỏi giải Gaza và nước này đang thách thức thế giới, đi ngược lại luật pháp quốc tế và phạm tội ác chiến tranh ngoại trưởng giordani nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra ở giải gaza không thể tiếp tục và mối nguy hiểm đang đe dọa toàn bộ khu vực tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng cho rằng quyền lực và uy tín của hội đồng bảo an đã bị suy giảm do không thể thực hiện nghị quyết ngừng bắn ở gaza ông guterres khẳng định nguy cơ hệ thống nhân đạo ở giải gaza sụp đổ khi israel tiếp tục xung đột đồng thời nhấn mạnh sẽ không từ bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở gaza